Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Đã HT đây. Và rất là lâu rồi mình không có ra video đúng không ạ? Thì trong thời gian gần đây thì mình khá là bận ha. Cho nên là cái vấn đề ra video thì mình không thể nào mà mình sắp xếp được để mà mình ra được một cái chiếc video cho anh em xem. Thì như đã hẹn thì chúng ta đã có cái kết quả cho cái cuộc bình chọn ở trên cộng đồng rồi. Anh em nào mà chưa biết thì mình có thể để ở đây cho anh em xem ha. Thì với chiến thắng thuộc về Crisis thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một thợ lặn với một cái bộ tên lửa hạng nặng như thế này. Thì mình sẽ chơi thử xem coi là cái set này nó như thế nào mà nhiều anh em lại bình chọn như thế ha. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình đã nâng con Retro Crisis này lên được cấp độ 4 của MK2 với 4 khẩu Termite cấp 1 MK2 ha. Thì với một cái khẩu Termite như thế này á thì mình không nâng nó lên cấp độ Max đâu, bởi vì là cái độ tốn AG của nó cũng rất là cao ha, và mình chỉ nâng nó ở một cái mức độ, nghĩa là chung chung thôi, để mình có thể là mình chơi thử coi nó như thế nào, còn nếu nó ngon thì mình mới quyết định nâng nó, đúng không nè. Đấy, thì với một cái khẩu Termite ở level MK2 level 1 á thì nó sẽ có sát thương là 63.200, và dành cho anh em nào chưa biết cái sát thương ở cấp độ max của nó thì bây giờ mình sẽ nâng thử cho anh em xem nè. Đây là cấp độ tối đa, là cấp độ MK3 của một khẩu Termite. Thì với cái cơ chế nâng cấp mới mà Bisonic đã thêm vào trong trò chơi thì bây giờ thì chúng ta hay vì chúng ta có nâng từng level thì bây giờ chúng ta sẽ có hai chế độ nâng cấp. Một là một phát lên luôn thì chúng ta sẽ tốn vàng cho cái việc là kết thúc nhanh, cũng như là bạc để cho chúng ta nâng cấp, và token để chúng ta nâng lên cấp độ cuối cùng, và chế độ nâng cấp còn lại sẽ là nâng cấp từ từ như trước giờ ha. Rồi thì với một cái mức tốn là 280 triệu thì mặc dù là so với cái lượng AG của mình thì nó cũng không phải là quá là nhiều, nhưng mà thật sự thì để cày được một cái lượng AG như thế này thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta ha. Cho nên là mình sẽ chỉ chơi ở cấp độ 1 MK2 mà thôi. Đấy, và với cái con phi công thì anh em nhìn, anh em cũng đã biết phi công gì rồi, thì mình sẽ để ở đây. Cái dàn skill này thì mình chọn sẵn từ trước rồi nha. Rồi về phần drone thì mình sẽ sử dụng con drone Castro, bởi vì là ở thời điểm hiện tại mình quay clip này á thì cái hệ thống module đang được bảo trì để chuẩn bị chúng ta update cái hệ thống module mới. Thì khi nào mà update cái hệ thống module mới thì nếu như mình có thể sắp xếp được thời gian, mình sẽ làm một cái video để mình mình nói về cái hệ thống module mới cho anh em xem ha. Đấy, thì trước mắt thì mình sẽ chơi Resist cùng với bộ này, và bên cạnh đó thì trong video ngày hôm nay cũng sẽ có sự góp mặt của một con Titan Ultimate, là con Ultimate Minot nha anh em. Đấy, thì mình vừa mới có nó đây thôi. Đấy, thì ở thời điểm hiện tại thì mình chưa nâng nó lên, và trong video này luôn mình sẽ nâng con Minot này lên, và chỉ nâng con Minot thôi. Còn Swan thì mình sẽ nâng sao ha, bởi vì là Swan thì mình thấy nó không ngon cho lắm, bởi vì trong bản test thì nó được bớt đam ấy, nhưng mà trong bản đốc thì nó lại bị giảm đam xuống, cho nên là mình khá là phân vân về cái vấn đề là không biết có nên nâng nó hay không. Cho nên là nếu như mình nâng cái con Minot này lên mà mình vẫn còn GPT thì mình sẽ nâng con nâng cái khẩu Swan này lên luôn ha. Hiện tại thì mình đang sử dụng phi công Ona Cloud, là phi công dành riêng cho con Ultimate Minot cũng như là Minot. Thì nó sẽ có những kỹ năng sau đây. Thì do là mình chưa nâng nó lên tốc độ tối đa, cho nên là mình sẽ tạm thời mình sẽ sử dụng những kỹ năng này cho con Minot trước ha. Đấy, ok. Thì đến với phần nâng cấp Minot thì bây giờ đối với một con Ultimate thì nó sẽ nâng tốt hơn một con bình thường, thì đó là ai cũng biết rồi. Thì với Titan thì nó sẽ có thêm cái khu vực nâng cấp dành riêng cho Ultimate. Thì ở đây nó sẽ nâng, nó chính là giảm cái thời gian nạp Titan lại, có nghĩa là tăng cái năng lượng nạp cho Titan lên, cũng như là giảm cái phục hồi kháng hiệu ứng EMP với lại là gì nhỉ, để mình xem nè. EMP suppression và lockdown, có nghĩa là khóa chân và giảm sát thương. Ok, thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, mình sẽ nâng luôn ha. Thì với cái cơ chế mới thì bây giờ chúng ta sẽ có là nâng cấp hoặc là nâng lên cấp tối đa. Ví dụ mình nâng cấp tối đa của cái phần vỏ bọc này thì nó sẽ tốn của chúng ta tổng cộng là 3672 BT và một cái token MK3. Trong khi đó thì về phần cốt lõi chúng ta nâng sẽ rẻ hơn, chỉ với 2200
2266 BT mà thôi. Và với một cái nâng cấp như thế này thì nó sẽ tốn BT là 2 BT rồi nha, nhưng mà do là có giảm giá đấy. Rồi, thì với cốt lõi và động cơ thì nó sẽ nâng rẻ hơn so với lại là vỏ bọc và dung ti mét nha anh em. Rồi, thì nâng luôn này, ví dụ mình nâng cấp tối đa này, nhấn phát là lên luôn 50 vỏ bọc này. Đấy, vậy là con Minot của mình nó đã lên ngay lập tức cấp 53 rồi anh em à. Và mình đã bay đi một cái lượng BT tương đối là khá là nhiều ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nâng lên tối đa. Thì tối đa của cái vỏ bọc thì chúng ta sẽ được là 643.000 điểm đồng đánh, có nghĩa là ở độ bền, và 150.000 điểm phòng thủ. Đấy, về phần cốt lõi thì nó sẽ là, bây giờ mình nâng lên tối đa đi thì nó sẽ tăng được cái sát thương giả lại lên 50%, cũng như là giảm 85% sát thương nhận vào ha. Rồi, mình nâng lên mắt luôn. Đấy, thì nó cũng giống như con Minos bình thường thôi đấy, nhưng mà nó sẽ có thêm nhiều thông số khác nữa. Thì cái điểm phòng thủ thì mình đánh giá con Minos này điểm phòng thủ như thế này thì nó không cao, nhưng mà với cái kỹ năng của con phi công thì mỗi lần kích hoạt kỹ năng như vậy thì nó sẽ được thêm 100 điểm phòng thủ nữa, thì mình có thể tính luôn là 250 điểm phòng thủ cũng được ha. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta chỉ nên chơi canh khi nào có thật là nhiều cái kỹ năng chẹt như thế này thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nâng cái phần động cơ lên. Thì khi mà mình nâng xong á thì tốc độ di chuyển của con Minos nó sẽ lên là 55 km/h, cũng như là sát thương của chẹt sẽ lên là 11.700 nha anh em. Đấy, tiếp theo là khu vực Ultimate. Thì khi mình nâng cái này lên cấp độ tối đa thì nó sẽ giúp cho mình tăng cái tốc độ nạp năng lượng cho Titan là 15%, cũng như là giảm 25 giây phục hồi cái khả năng kháng hiệu ứng nha. Rồi, thì đó chính là cái lượng BT mà mình đã tốn ra để mình nâng được con Ultimate này, Minus này, lên cái cấp độ 200. Và chắc chắn thì với cái lượng BT còn lại của mình sẽ không đủ để mình nâng những cái khẩu Swan này đâu, cho nên mình sẽ nâng mỗi khẩu lên cỡ cái cấp độ nó ngang ngang nha một tí ha. Đấy, nếu như bây giờ mình nâng cấp tối đa thì một khẩu nó sẽ tốn là 9.415 BT, cũng như là hai cái token luôn. Ồ, và nếu như mà mình không nâng theo kiểu kia thì mình sẽ tốn lên đến là, oh my god, tốn lên đến là 4 cái token luôn ấy. Nhưng mà mình sẽ không nâng nó lên đâu, mình sẽ nâng lên ở một cái cấp độ mà mình có thể nâng cả ba cây đều nha ha. Ví dụ là mình sẽ nâng cây này lên cấp độ 5 đi. Ui giời ơi, anh em có thể thấy giảm giá mà một lần nâng cấp nó cỡ mấy trăm BT anh em ạ. Đấy, cái lượng BT phải tốn rất là nhiều luôn. Đó cũng chính là lý do tại sao mình rất là ngán cái vấn đề mà đầu tư ở cho cái con Almin trong cái mùa trước ha. Bởi vì là Almin mình không săn được con phi công ấy, cho nên là mình không có muốn nâng lên, bởi vì là nâng lên nó tốn, mà nếu như chúng ta không có đủ đồ chơi cho nó thì nó cũng sẽ không mạnh ấy. Đấy, nâng lên cấp 5 trước hay là giờ mình nâng lên cấp 10 luôn nha. Mình sẽ nâng đều đều một tí ha, để cho nó đều đam ấy. Và mình sẽ không có dự định là mình sẽ nâng mắt cái bộ này ngay bây giờ đâu. Mình chỉ nâng con Minos lên mắt trước thôi. Có gì thì mình sẽ sử dụng những cái bộ vũ khí khác, ví dụ như là bộ Runner hoặc là bộ loa hay là gì đấy. Đấy, thì nói chung là được, khi nào mà mình có thời gian mình sẽ chơi nhiều bộ vũ khí khác nhau cho con Ultimate Minos này, để xem coi là bộ nào thì chơi nó sẽ hợp hơn ha. Thì riêng cái bộ Squad này thì nó đã hợp tông màu, cũng như là nó đã được đề xuất sẵn cho con Minos rồi, cho nên là chắc chắn thì nó sẽ là một cái lựa chọn khá là ok cho con Ultimate Minos ha. Rồi, ồ, cấp 10 thì nó vẫn là đủ sức để nâng này. Bây giờ mình thử mình nâng lên mỗi cây cấp 15 xem như thế nào nha. Ôi trời, bây giờ là một chạm là 550 ấy, mà mình được giảm giá cho nên là nó không tốn đến mức đó thôi. Ủa, nâng cấp không tốn mà. Không tốn token này. À được nha. Được nha. Từ từ nha. Được phết đấy chứ. Nâng không tốn token hay là bây giờ mình nâng lên cho nó không tốn token nha. Rồi, nâng cấp 15 là sẽ không tốn token ấy. Này, đây nè, giảm từ 1 token xuống 0 token luôn này. Ui giời, quá lời rồi. Quá ngon anh em ơi. Vậy là mình nâng được cả 3 cây này lên cấp 15 nha. Cả 3 cây này cấp 15. Cấp 25 là chắc chắn không thể rồi. Đây, bây giờ cái tốc độ mà nó tuột BT của mình nó rất là nhanh luôn. Đấy, 15 được. Lên mỗi cây cấp 16 xem nào nhỉ. Cây cấp 16 xem coi là đủ không. Chắc đủ ấy.
17 luôn nha. 17 luôn đi. Mở cây lên cấp 17 đi, xem coi được không. Thì còn lại nếu như mà mình nâng được cấp như thế này rồi, có thể là trong đợt giảm giá lần sau ấy, thì mình sẽ gán và tích thêm BT. Đấy, bây giờ mình chỉ tích nổi như đây thôi, không tích được nhiều nữa. Thì mình sẽ gán và tích thêm BT để mà mình nâng ha. Ồ, vậy là nâng cấp 18 luôn này. Mình nghĩ chắc là cấp 18 cho cả ba cây này ha. Thì cũng là lúc mình hết BT rồi. Một chạm bây giờ là 525 BT luôn. Nó quá là tốn kém của mình ấy. Nó thật sự rất là tốn luôn. Anh em có thể thấy mình nâng nhanh vậy thôi, chứ mà để tích được cái lượng BT như thế này là không hề dễ đâu nha anh em. Đấy. Rồi, thì về phòng module thì do là chưa có, cho nên là mình chỉ có thể chơi ở cái ở mức độ như thế này thôi. Đấy. Và khi nào nâng được max thì mình sẽ làm video chơi full max ha. Hôm nay mình chỉ trải nghiệm Minot cũng như là chơi con Resist là chính nha. Ok, thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, mình sẽ vào game live luôn nha. Rồi, thì mở màn mình sẽ chơi tự chiến nhóm cho con Resist nó dễ thở trước nha anh em. Bởi vì là nếu như mình chơi chiếm cột thì chắc là Resist nó đứng ở nhà thôi, như vậy thì chả khác gì một con báo tem cả. Đấy, và mình thì mình rất là ghét chơi báo tem luôn. Mặc dù là chơi như vậy thì nó sẽ khá là vui, nhưng mà chơi như vậy thì nó sẽ bởi vì là cái xưởng của mình nó có cái mức độ trung bình ấy, tính trung bình thì nó là một cái xưởng ổn, cho nên là khi mà ghép trận á, thì khi mà trong team có mình thì team bên kia sẽ có người mạnh ấy, nhưng mà nếu như mình mà là một người có robot khỏe mà lại chơi báo team như thế này thì sẽ rất là khó cho team luôn, cho nên là mình sẽ chơi những cái chế độ phù hợp trước. Thì mình sẽ chơi là tự chiến ở trận đầu tiên, và trận thứ hai thì mình sẽ chơi đó chính là chiến cột mốc nha. Rồi. Ui dồi, có một con Lich ở đây, bạn ấy sử dụng bộ vũ khí tên lửa mới. Bạn ấy đang kích hoạt refill rồi, bây giờ thì mình sẽ chờ hết cái refill mình vã cho một phát nha anh em. Này 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 này, vã một phát này. Này thì Lich này, một mạng đầu tiên. Xem có Thanny nào có thể tấn công mình hay không nè. Không không, ok, an toàn. Ôi, thật sự rất là lo cho cái con Resist khi mà mình kiểu một tấn công như vậy luôn. Bởi vì nếu như chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì cũng có thể là mình sẽ bốc hơi ngay lập tức luôn. Bởi vì là bây giờ mình đang chơi ở Liên Minh Vô Địch mà, và với một cái lượng máu 173.000 máu thì bây giờ ở đó với mấy cái mức răng này thì dù có 500.000 máu đi chăng nữa cũng bốc hơi rất là nhanh anh em. À, ui, mình định tấn công mà bạn ấy lại quay về. Nào 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 nào, bum 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 bum. Ok, may cho mình là mình vẫn kịp lụm bạn ấy ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cẩn thận hơn, bởi vì là bây giờ mình thấy là team bạn, mặc dù là team mình thì nãy giờ mình thấy vẫn chưa quá là thua vế, nhưng mà bây giờ thì team bạn vẫn đang giữ sĩ số cao hơn ấy. Có một anh bạn nào đó bay lên đây này. Raptor. Ây da, mình tấn công ngay lúc còn cái reflector, một cái pha tấn công khá là ẩu dành cho mình. Rồi bây giờ thì mình phải chờ anh em, phải chờ cho nó hết cái reflector đi cái đã. Rồi, hết reflector này thì Raptor này lượm luôn anh em ơi. Tính ra chiếc set này nó bắn cũng đau chứ, nếu như mình nâng MK3 thì có thể là sẽ rất là đau luôn. Một cây là 80.000 thì 4 cây thì cũng đâu đó là vài trăm ngàn ấy, không ít đâu anh em ạ. Nếu như mà có thêm NA thì có thể là một phát là 400.000 máu, có thể đấy anh em. Đấy, một phát 400.000 máu thì con Raptor đáp xuống thì cũng có thể cút luôn. Bởi vì với nội tại của Resist thì nó vẫn còn bút thêm phần trăm về sát thương. Và mình chưa kể đến đó chính là con Ketro. Thì ở một cái phạm vi gần thì Ketro nó sẽ giúp cho mình kích hoạt Deathmoth và thêm cả nội tại tăng sát thương đến từ phi công. Và nếu như có thêm module thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có một cái quả sốc đen cực kỳ đau. Rồi, xem nào. Ôi chết, không lượm được à. Ây da, mình đã quá là chủ quan trong cái pha đó, khi mình nghĩ là mình sốc một phát thì chết được con cái đời. Không sao không sao. Với những cái mạng mà mình đã giành được thì đã quá là đủ cho một con Resist với set bình dương như thế rồi. Đấy, một cái set rất là độc lạ, rất là ảo diệu luôn anh em ạ. Mình thì mình set cho vui thôi, nhưng mà không ngờ là trong cái 4 con robot được bình chọn thì anh em lại bình chọn cho cái con Resist nhiều đến như thế. Không biết là có ông nào búp bình chọn bẩn hay không, hay là do là mấy ông nước ngoài chọn, hay là do là anh em thấy con nào được chọn nhiều thì anh em cứ chọn theo số đông thì mình không biết. Nhưng mà thật sự là một cái lượng phần trăm nó rất là lớn trong cái số lượng người. Như ở đầu video thì mình đã có cho anh em xem cái thông số ấy. Thì như vậy thôi. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm những cái dạng giống như kiểu như thế. Thì anh em sẽ vào bình chọn
Và khi nào mà có thời gian rồi thì mình sẽ làm video cho anh em xem. Có thể là những cái trận video gameplay mà đăng lên thì có trận thì con reset sống lâu, có trận thì nó sẽ chết sớm nha. Bởi vì là mình không có nhiều thời gian để mà mình ví dụ mình chọn ra ở trận nào thì hay, trận nào thì không hay để mình đăng đâu. Bởi vì là bây giờ làm trận nào thì hay trận đó đấy. Gần cuối tuần thì mình mới có thời gian rảnh được một tí, cho nên mình sẽ cố mình làm cho anh em xem. Tầm thứ bảy chủ nhật tuần này nếu như mà được thì mình sẽ gán mình làm thêm một cái video nữa. Mình chơi con khép rim được tặng miễn phí từ trước đó để cho anh em xem coi là cái con đó với cái bộ đèn đuổi chúng ta sử dụng nó có ngon hay không ha. Còn về con Minus này thì sao mình lại tấn công con này nhỉ, mình quên nhỉ. Rồi lỡ tấn công rồi thì tấn công nó tiếp luôn. Mình quên, mình cứ nhầm với cái con robot thường ở chỗ nó có NA ấy. Nhưng mà hình như là không biết là có cái NA cho Titan không nhỉ. Cái này thì mình không biết nữa, mình hy vọng là trong thời gian sắp tới thì nó có cả NA cho Titan ha. Và với con Minus này thì nếu như mà so về cái phần độ trâu á thì do là mình vừa mới nâng cái con phi công lên một cái cấp độ nữa, mình mở khóa thêm cái kỹ năng là tăng độ bền nhưng mà nó sẽ giảm tốc độ di chuyển ấy. Bởi vì là mình thấy là tốc độ di chuyển của con này nó đã quá là nhanh rồi, cho nên là cũng không cần phải là quá là nhanh nữa ấy. Cho nên là mình giảm đi một tí chắc nó cũng không ảnh hưởng gì tới sức mạnh con này đâu, bởi vì mình đang cần cái độ trâu với lại cái sát thương cho con Minus là chính thôi. Chứ cái tốc độ thì nó đã nhanh sẵn rồi, với cái chạy như thế này thì nó đã nhanh hơn gần như là Titan di chuyển với tốc độ nhanh nhất trong trò chơi. Nếu như mà Mauler mà nó hết kỹ năng thì chắc chắn nó sẽ đi không lại con Minus đâu. Tốc độ di chuyển cơ bản của Minus đã nhỉnh hơn con Mauler rồi, mà cái tốc độ nạp chiêu của Mauler thì nó cũng chậm hơn con Minus nữa. Đấy, cho nên là Minus thì nó sẽ di chuyển nhanh hơn Mauler, nhưng mà nếu như xét về hỏa lực thì chắc chắn là Minus sẽ không thể nào nó ăn được Mauler đâu. Và mình sẽ rất là ngán trong những cái pha mà mình giao tranh mà Mauler nó có kích hoạt Darklight ha, thì khi đó thì nó sẽ rất là khó khăn cho mình luôn. Cho nên là mình sẽ rất là hạn chế trong những cái pha giao tranh với Mauler. Và với những con như kiểu Inra như thế này mình có thể chơi được này. Bởi vì là với cái khả năng là chạy EMP nội tại rất là mạnh của con Ultimate Minus thì sẽ khiến cho con Inra không thể kích hoạt được Vipassana, thì dẫn đến là nó sẽ bị mình sắp nam nhanh chóng hơn ấy. Và với Reflector thì mình sẽ rất là phù hợp trong những cái pha giao tranh ngắn hạn thôi. Bởi vì là giao tranh lâu dài thì mình sẽ rất là bất lợi khi mà mình giao tranh với những con mà nó trụ được lâu dài ấy, thì hết cái Reflector thì mình sẽ khá là đuối ha. Và nó sẽ phù hợp để mình đấu với những con ví dụ như sốc đam trong một khoảng thời gian ngắn như kiểu Eiffel này, hay là con những con như kiểu như là con Bequia cũng được đấy. Bequia thì nếu hết khi mình vào mà sốc thì chắc cũng được thôi đấy, bật cho nó cái EMP hoặc là chơi những con robot hoặc là Titan máu yếu yếu một tí. Chứ nếu mà solo lâu dài với những con mạng như kiểu như là Luchador hay là con Mauler thì có thể là nó sẽ khá là đuối cho con Minus ha đấy. Và bởi vì bộ mình thì nó chỉ là beta thôi, cho nên là cái khả năng xuyên thủ của nó không được 100% như là những khẩu alpha. Do đó thì những con Titan nào mà ở cấp độ càng cao thì mình sẽ bắn nó càng khó để có thể sốc đam được ha. Với lại một phần nữa là cái bộ vũ khí này mình vẫn chưa nâng lên level max, như ở đầu video thì mình đã nâng cho anh em xem đấy. Cho nên là nó cũng không phản ánh được thật sự là cái sát thương ở tối đa hóa của cái bộ này đâu. Và mình nghĩ thì nếu như anh em nào mà chơi cái bộ này thì mình nghĩ là anh em nên cho nó cái kỹ năng là gộp nhóm bắn thì nó sẽ ok hơn. Bởi vì ui dồi này, trời, vừa mới nói xong thì con Mauler nó đã ra rồi nè anh em. Bởi vì là mình rất là ngại giao tranh luôn, cho nên là mình vẫn thích kiểu là đứng ở xa nhưng mà cái sát thương nó vẫn bằng đứng ở gần ấy, cho mình dễ chơi hơn. Bởi vì là cận chiến như thế này mà mình chơi không lại con Mauler thì mình sẽ rất là dễ đi luôn. Nè Mauler, nào, rồi Mauler nó trâu ghê ấy. Rồi, Titan Slayer, nhưng mà con nào không qua khỏi kiếp nạn này rồi. Đi rồi, ok. Thì với một con Ultimate hay nó thì chơi như vậy mình thấy nó cũng ok rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ ra con Dust ha. Con Dust này nó sẽ có vai trò đánh gánh team rất là cao luôn. Và với cái sự bá game của nó thì mình thấy game họ làm như thế này mình lại cũng thích lắm. Mặc dù là mình có Dust ấy, nhưng mà mình lại thấy là làm mà nó quá là bá, nó lại quá là phá game. Kiểu như là con gì mới ra thì nó sẽ chiến thắng tất cả những con còn lại ấy, thì mình thấy nó kiểu làm như thế này nó kiểu nó không kiểu như nó mất đi cái tính công bằng, kiểu như là vấn đề kỹ năng hay là nọ đồ thì nó sẽ không còn được đánh giá cao nữa. Thế cho nên là nếu như mà cái hệ thống module mới này nó làm lại thì bây giờ chúng ta hay vì như lúc trước là chúng ta kiểu như là chúng ta sẽ mua module này, cứ ra con mới thì chúng ta tháo module con cũ ra rồi lắp cho con mới. Còn bây giờ thì mỗi con robot chúng ta có thì chúng ta phải tự nâng module riêng cho nó lên.
Thì như thế thì cứ mỗi mùa như vậy chúng ta phải tốn tiền để chúng ta đầu tư cho một cái ở đơn vị tiền tệ mới. Nếu như mà cái đơn vị đó nó giống như kiểu The Memorium của phi công thì mỗi mùa chúng ta lại mỗi tốn như thế, thì mình lại thấy nó lại quá là hút máu đi. Cho nên là mình đang rất là phân vân cho vấn đề là nên đầu tư module, nâng cấp module cho con Meta hay là chỉ tập trung nâng cho con Ultimate thôi. Bây giờ Ultimate thì mặc dù là nó sẽ thua con Meta rất là nhiều mặt luôn, thì cũng giống như là con Dust này mà nó solo với Phantom hay là con Fenrir vậy đó. Nhưng mà được một cái thì khi mà Dust nó bị giảm sức mạnh rồi thì có thể là nó sẽ chơi không lại con kia. Về là Phantom với Fenrir thì mình nghĩ là nếu như con nét thì nghĩ game là vừa anh em ạ. Bởi vì game họ đã nói là họ sẽ hạn chế tối đa hóa cái vấn đề đó chính là nép những con Ultimate ấy, cho nên là mình mới có ý định là mình nâng full sử Ultimate là mình chơi. Và nếu như mà đủ BT, cho mình sắp tới mình đủ BT luôn thì mình sẽ làm một cái content kiểu như là full sử Ultimate max hết cấp độ từ A tới Z luôn cho anh em xem cho nó đã ha. Rồi thì ui còn có 10 giây thôi, trận này chắc thắng chắc rồi anh em ạ. Ê ông kia đừng đừng thôi nào, đừng 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 nào, cái gì đấy? Ơ kìa, sao vậy, cái con báo đốm này sao đấy? Trời ơi không muốn win à, ông báo tôi vừa thôi chứ. Mình vừa mới nói là trận này sẽ win thì hai nhiên kia đã máu liều nhiều hơn máu não, và mặc dù là vẫn còn rất là ít thời gian thôi nhưng mà hai nhiên đó vẫn cố là phải lên nạp mạng cho bằng được anh em ạ. Và thành ra là trận này hòa chứ không phải là thắng ha. Ui 23 mạng luôn, một trận mình gánh khá là nhiều. Ok mình sẽ qua trận tiếp theo nha. Ok, đến với chiếm cứ. Ui cái map này chơi cũng vui này, nếu như mà có những con robot nhỏ nhỏ thì mình có thể mình hất nó xuống sông được ấy. Rồi, thì mình sẽ ra con reset đầu, và lý do tại sao lại không thích chơi trong chế độ này là như thế đấy. Bởi vì là anh em có thể thấy rồi, mình chưa làm được gì hết thì team mình đã đi chiếm hết cột mốc rồi. Và chỉ có cái cột giữa là ít người nào dám lên giành thôi. Nhưng mà anh em nghĩ xem cái con như thế này mà lên trụ giữa mà solo combat với những con như là Kander, Raptor với lại Dust thì chắc cũng không có ai điên đến mức độ đó ha. Chứ chắc cũng có mình thôi anh em, mà hoặc là chắc cũng có người chơi với mình ấy. Mình chơi mình cũng gặp rất là nhiều thanh niên chơi reset mà lên thẳng nhà được như đúng rồi luôn anh em ạ. Đau đấy, đau đấy, đau đấy. Mình đã canh hết cái reflector mình tấn công. Và ok thì pha này thì con Raptor đấy đã đi rất là nhanh chóng ha, với cái sự giúp đỡ của team mình. Nào một phát nữa. Ê ê ê ê, nào 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 nào, nào. Nắp 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 lại, nắp lại. Thôi nào. Ây da, chỉ chậm vài giây thôi, chúng ta chỉ tính trên vài giây thôi, chúng ta không tính quá là nhiều đâu. Làm nó đã rất là ảnh hưởng đến cái độ bền của mình rồi, bởi vì bây giờ mình không thể kích hoạt phe ship để mình chạy trốn như lúc trước nữa, cho nên là sẽ khá là khó ha. Bởi vì là bây giờ thì mỗi con nó lại reset module lại level không hết rồi, mà nếu như mình làm content nhiều con robot thì mình phải có nhiều cái đơn vị module ấy, cho nên là mình rất là không thích cái kiểu như thế này. Hoặc là cũng không biết là cái hệ thống module thì nó sẽ cho chúng ta nâng cấp như thế nào, nhưng mà mình nghĩ thì mỗi con sẽ là mỗi riêng, mình nghĩ thôi. Nhưng mà nếu như mà game họ thật sự họ làm như thế thì thật sự rất là ác luôn ấy. Không bắn chết được con đất à? Thôi rồi xong rồi, thôi rồi xích cơ luôn đi luôn. Tại bây giờ con đất nó đang meta ấy, cho nên là rất là nhiều người chơi họ sử dụng xích cơ, mà xích cơ thì họ không săn con đất thì họ săn mình anh em ạ. Ấy thì nó bởi vì preset nó cũng tàng hình cơ mà. Ấy mà preset tầm 350 mà xích cơ cũng 350 thì nó lại quá là hợp lý rồi. Cho nên là khi vào trung tâm thì họ chỉ việc họ xử mình thôi, chứ họ có họ dễ gì mà họ bỏ qua một cái con mồi béo mọi như mình được đấy. Rồi thì nói chung thì sẽ chơi con đớt, mình chơi nghiêm túc một tí, mình sẽ gán mình cầu được nhiều mạng để một tí mình gạt con mai đớt cho nó dễ thở anh em ha. Đấy thì nói về vấn đề mua đun một tí thì mình đã được bồi thường một cái ở thẻ Ultimate, cùng với đó là cỡ 20.000 thẻ cái gì đấy, cái chip gì xanh xanh ấy mình cũng chưa rõ cho lắm. Nên thì khi nào thì họ đã ra cái cập nhật chính thức đồng bộ hóa cho tất cả cái nền tảng về cái vấn đề sử dụng module đó thì mình sẽ làm video cho anh em xem sao ha. Thì với cái thẻ Ultimate mình được tặng như thế mình mở ra được khẩu squad ấy, và trùng hợp thay là mình vừa làm nhiệm vụ xong một cây squad này, và lúc trước thì mình mở thêm một cây squad nữa là mình có luôn con Minot luôn. Mùa trước thì mình không có được con Riffin do là mở chẳng bao giờ ra Storm, thì bây giờ game nó lại thương mình, là Bisonic nó lại thương mình anh em ạ, cho nên là nó lại cho mình con Minot sớm. Mà mình không cần có sớm đâu, có trễ có kiểu gì cũng được, miễn là
trong cái mùa đó con Ultimate đó mình phải có được ấy. Nhưng mà cái mùa trước thì game họ keo tới mức độ họ cho toàn đồ cùi thôi, mình mở tới mức độ rất là nhiều thẻ rồi không có một cây Storm nào, mà do là cái cây Storm nhiệm vụ đầu tiên mình bận ấy mình không cày được, cho nên chỉ có đúng 3 cây thôi. Đấy, chỉ có đúng 3 cây thôi, rất là tiếc nha, chứ không là mình đã có được rút phim và mình làm video cho anh em xem rồi. Ôi giời. Lại nói chuyện chết rồi anh em ạ. Giờ mình ra con Minus nha. Thì mình nghĩ Minus này mạnh chắc không phải mạnh đâu. Cân được Mau Lơ chắc không cân được Mau Lơ đâu. Thắng được Meta chắc cũng không thắng được Meta đâu. Nhưng mà chắc là con này ra chắc là màu dính anh em ạ. Kiểu đồng đọc đồng minh kiểu. Ui, cái rào thế. Nó có luôn con Minus kìa. Nó có con Ultimate Minus kìa. Sang thế nhở. Đấy, chắc chỉ họ chỉ đánh giá như thế thôi. Còn trong mắt của đối thủ thì chắc họ sẽ nghĩ là ui, con Minus này sang thì sang thiệt đấy, xịn thì xịn thiệt đấy, nhưng mà con Mauler của tôi không ngán bạn đâu. Đấy, kiểu như thế, Mauler mình vã một phát mà đắc like mà không có reflector của con Minus nó đỡ thì quất ngay anh em ạ. Ví dụ một tí nữa mình solo con này thử xem coi là mình solo lại hay không ha. Nhưng mà mình vẫn sẽ lui trước nha anh em. Mình lui trước, thật sự nên lui trước, bởi vì là nó vẫn còn cái đắc like nó chưa kích hoạt. Phải chờ nó kích hoạt đắc like xong thì mình mới dám mình solo với nó. Từ từ từ, chúng ta không cần phải vội. Đây, thời cơ đã tới rồi, vô, kích hoạt reflector. Solo, này, bắn đi, đúng rồi, bắn đi. Chết, nào, chết đi. Chết đi nào. Ui, chết đi chứ. Ây da. Tính ra là không phải là đắc lai luôn ấy. Chết rồi. Cái bộ acid này nó quá là phá game nhỉ. Hay là mình thay cái acid này cho con Minus mình chơi tạm trước khi cái bộ này lên 25 nhỉ. Mình thấy sao cái bộ này nó lại sốc không bằng acid anh em ạ. Thật sự luôn, bộ acid rất là mạnh đấy chứ. Mà thôi, giờ mình sẽ đứng ở đây mình chờ một tí, mình chờ yếu máu rồi anh em ạ. Mặc dù là sang xịn thiệt đấy, nhưng mà chỗ này toan quá. Không biết là có anti gì rớt, ủa anti gì nhỉ, quên rồi, EMP rớt ra với suppression thật hay không. Nhưng mình miễn chắc có anh em ạ, mình nâng được tối đa rồi thì theo như thông số thì nó sẽ bị nhiễm luôn. Thì nếu như mà mình nhiễm được 3 cái hiệu ứng đó rồi thì nó sẽ giúp cho mình lâu bị mất stack của Avalon hơn. Nếu như mình không bị vô cái đất lai thôi. Bởi vì là mình sẽ không mất đi stack của Avalon khi mình dính những cái hiệu ứng như kiểu EMP, Suppression với lại là Lockout ấy. Thì mình sẽ lâu hết stack hơn. Thì nó sẽ giúp cho mình có lợi hơn ấy. Rồi, ok. Nào vô, còn Indra thì mình sẽ không ngán nha anh em. Indra thì không ngán đâu, mình chỉ ngán Uchador thôi, Uchador nó trâu quá. Solo lâu dài thì mình mới bất lợi, chứ solo mà kiểu ngắn hạn như thế này thì Inra hoàn toàn không có cửa với mình luôn. Rồi, có thêm một con Mauler, bây giờ thì Mauler nó không nhắm đến mình à. Sao vậy? À thôi, hết luôn rồi, xong rồi, ok. Thì trận game này thứ hai kết thúc tại đây. Giờ là không còn nhiều thời gian nữa, với lại video cũng đã quá dài rồi, cho nên là mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Thì anh em hãy đừng quên là để cảm nhận anh em bên dưới. Thì với cái lượng VT khủng khiếp như vậy thì con Minus này có xứng đáng hay không, cũng như là cái con Resist của mình chơi như thế là ổn chưa anh em nha.